Đây là cái địa chỉ mới của nhà em đây các bác ạ. Lan rừng Thủy Cai tại số 12 ngõ 56 ở đường Lê Quang Đạo, thì các bác có thể vào ngõ 54, ngõ 56 nó đang sửa đường, đi lại mưa gió thì nó hơi bẩn đường một chút. Các bác đi thẳng vào ngõ 54 qua cổng trường trung học cơ sở, sau đó đến cà phê Nhung thì các bác có thể vòng qua đằng sau cái quán cà phê Nhung là đến cái nhà của em. Đó, đây là cái dàn lan em đang thi công ở trên tầng 5 ở trên kia nữa. Hiện tại thì không có thang trèo lên, nó cũng hơi bất tiện cho nên là em không ghi hình được cho các bác ở phần trên, nhưng mà đại khái là họ đang làm khung. Đấy, chỗ này là dài tít vào sâu bên trong kia. Rồi, còn đây đây sẽ là một một gian bên dưới nữa. Ok, hy vọng là đợt này là có những cái cây lan treo thưa thớt cho các bác rồi, còn bên nhà cũ thì chật quá các bác ạ. Có một cái sân nhỏ nhỏ ở trên mà ánh sáng thì không được thông thoáng như đây, cho nên là cây lan nó sống nó chen chúc nhau, nó rất là khổ sở. Đấy, chủ yếu là thích đam mê thì muốn trồng chia sẻ với các bác thôi. Nhà em thì buôn lan nhưng mà mình chơi một số, bán một số, đại khái là thế. Bác nào chưa biết thì em xin giới thiệu luôn. Đấy, các bác cứ gõ lan rừng Thủy Cai trên YouTube là sẽ thấy. Ở bên này là cái đường chỗ kia chỗ ngã ba. Đây là hẻm 8/11 này. Hẻm 8/11 thì đường nhà em vào đây, thì cổng nhà em ở bên này có một đường nhỏ vào đây. Đây là hẻm 8/11 này, ra đến đầu kia là ngã tư và đi thẳng ra đường Lê Quang Đạo là ngõ 54. Đấy, cái này là đường ngách, ngách 8/11. Thì đường 56 thì nó lại ở bên này. Đường bên này thì nó vào nó hơi lằng nhằng hơn, nhưng mà cái địa chỉ nhà nó lại theo ngõ 56. Thế nếu các bác muốn tìm dễ cứ đi thẳng ngõ 54 đằng sau cà phê Nhung là ok, cứ qua cổng trường trung học cơ sở Phú Đô. Đây, mình giới thiệu cái đây gọi là cái trường trung học cơ sở Phú Đô đây. Đấy, ở ngoài bên ngoài ngoài ngang phía ngang ngang như này là đường Lê Quang Đạo các bạn. Bên trái bên kia là sân vận động Mỹ Đình. Đó, thì đấy em mô tả như vậy để cho các bác nếu nào muốn biết đường đi đến mua lan thì các bác có thể đến, nhưng mà chắc phải vài hôm nữa em mới bán. Bây giờ vẫn còn địa chỉ cũ tại số 39. Ở đây em chủ yếu là quay video cái những hình ảnh mà các bác thợ đang làm dàn thôi. Đấy, thứ nhất là muốn lưu lại cái khoảnh khắc này để sau này xem cho nó vui, chứ không phải là quay lên YouTube để cho các bác khoe các bác đâu. Đấy, mong bác nào mà có suy nghĩ là em khoe thì bỏ ý nghĩ đấy đi, tại vì khối người họ hơn mình chứ mình chả có gì mà khoe cả. Đây dàn lan bên nhà, gọi là nhà bên cạnh, cách hai ba nhà rồi, làm trên tầng thượng 2-3 tầng, rất là đẹp luôn. Đấy, đẹp hơn dàn mình bao nhiêu lần. Ở xung quanh đây có nhiều người chơi lan, em có thấy mấy nhà dưới kia, phía kia có một nhà kìa. Rồi đấy, đại châu ấy chiếc trồng này nó hơi nóng đây, họ trồng chơi, còn mình kinh doanh thì phải làm cái vườn nó nhiều hơn. Đây là đường ngách 8/11. 8/11 thì có một ngách nhỏ vào nhà, trước cửa nhà em thì 8/11 nó chỉ đi một đoạn thôi, ra đến chỗ kia, ra đến đây là cái ngã ba rồi. Ngã ba giao giữa đường ngõ 54 và cái ngách 8/11 gì đó ở cái chỗ kia. Đấy, nó không tìm khó đâu, qua cái địa chỉ nó lại theo ngõ 56. Ok, nào có thời gian em sẽ quay phía trên luôn. Đấy, bây giờ các bác thợ đang làm khung
sau này xong hẳn thì em sẽ quay cho các bác cụ thể sau và chia sẻ với các bác. Cái đây cũng là cái video để em lưu lại luôn. Và kính chào các bác, cảm ơn mọi người đã xem video.